Những cái điều cấm kỵ tuyệt đối khi mà chị em chúng ta đi tìm những phương pháp xóa nhăn vùng mắt tại nhà hoặc tại thẩm mỹ. Khi mà trên tuổi 30 ấy, thì nếp nhăn vùng mắt bắt đầu xuất hiện dày hơn và nhiều hơn. Những rãnh nhăn nó hình thành sâu hơn. Nó sẽ thể hiện rõ ràng nhất ở trên những vùng mắt bằng cái biểu hiện là nếp nhăn, nếp chân chim, bọng thâm, quầng. Chính vì thế mà chị em chúng ta hiện nay ấy, đi tìm rất là nhiều phương pháp khác nhau để điều trị cho cái vùng mắt của mình đẹp hơn, đỡ nhăn hơn, không thâm hơn và quầng làm sao cũng giảm thiểu nhất có thể. Và hiện nay thì trên nền tảng mạng Google, YouTube và trên TikTok thì có những rất là nhiều video, có rất là nhiều những bài viết chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để xóa nhăn vùng mắt một cách nhanh nhất. Tuy nhiên là không phải là ai cũng nắm được những điều chúng ta cần tránh. Mà nhiều khi ấy, chúng ta không cần biết đúng sai, làm theo động tác đó luôn. Thì vô tình chung, chúng ta khiến da vùng mắt của chúng ta bị tổn thương hơn và làm da của chúng ta nhăn nheo chảy xệ. Không những là xóa già mà khiến chúng ta còn già hơn. Thì trong video ngày hôm nay, Dược sĩ Ngà sẽ hướng dẫn chi tiết chị em tất cả những cái điều mà chúng ta cần tránh, cần lưu ý khi mà chúng ta làm theo bất cứ một cái động tác nào hoặc là một trào lưu nào làm đẹp ở trên thị trường đối với vùng mắt hiện nay của chúng ta. Thì cái lưu ý đầu tiên mà Dược sĩ Ngà muốn chỉ cho chị em chúng ta đó là chúng ta tiêm Botox xóa nhăn ở trên vùng mắt rãnh cười. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu Botox là gì. Botox nó là cái thành phần protein, nó chiết xuất từ một cái loại vi sinh và được sử dụng trong cái chữa trị thẩm mỹ mà hiện nay rất là nhiều thẩm mỹ viện áp dụng. Tuy nhiên cái phương pháp này thì chúng ta chỉ áp dụng từ 6 đến 8 tháng tùy cơ địa mỗi người thôi, chứ không thể nào vĩnh viễn cho em chúng ta được. Nếu mà Botox chúng ta xác định theo nó được mãi, cứ 6 đến 8 tháng mà chúng ta dặm một lần ấy, thì chị em chúng ta hãy nên theo. Còn nếu không thì chúng ta hãy tập những bài tập xóa nhăn vùng mắt và kết hợp với những lưu ý ở trong video ngày hôm nay của Dược sĩ Ngà thì em chúng ta sẽ có những cẩm nang làm đẹp đúng đắn. Và ngoài ra những phương pháp này thì Ngà còn thấy rằng là chị em chúng ta có những cái bài tập ở vùng mắt. Tuy nhiên những bài tập ở vùng mắt này khi mà chúng ta tập đúng thì nó sẽ làm giảm nhăn rất là nhanh. Nhưng nếu chúng ta làm sai cách hoặc không biết cách làm thì nó sẽ phản ứng ngược lại. Và ngoài ra thì Dược sĩ Ngà đã làm chi tiết rất rõ cụ thể ở những video trước. Các chị em chỉ cần là cách xóa nhăn vùng mắt của Dược sĩ Ngà, chị em ấn trên YouTube tìm là sẽ thấy những video đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu cái cấu trúc cấu tạo của mắt là gì đã. Cái cấu trúc của mắt của chúng ta ấy, thì quanh mắt chúng ta có rất là nhiều cái mao mạch li ti và đầu mắt của chúng ta có một cái huyệt đạo chủ đạo ở cái vùng mắt này. Thì cái bài tập trước ấy thì Dược sĩ Ngà có chỉ cho chị em chúng ta là khi mà chúng ta tập chúng ta phải tác động vào cái vùng huyệt này trước và nguyên lý làm lưu thông cái mạch máu ở dưới da, cái hệ bài huyết ở dưới da làm lưu thông ở vùng này nó sẽ xóa nhăn. Tuy nhiên có những cái lưu ý sau đây mà chị em chúng ta cần phải tránh xa. Thứ nhất là chúng ta tác động lên vùng mắt thì lưu ý giúp Dược sĩ Ngà, điều đầu tiên là chúng ta phải dùng lực vừa phải, tránh là khi mà chúng ta dùng lực nhiều quá khiến chúng ta cơ của chúng ta nó bị đứt gãy và yếu, làm cơ của chúng ta chảy xệ hơn. Vì vốn dĩ ở trên cái vùng mắt của chúng ta sẽ có một cái cơ mi, cái vùng cơ này nó sẽ khiến mắt của chúng ta được lưng hơn và có sụp mi hay không. Và vùng mắt thì nó có rất là nhiều mao mạch và có nhiều collagen ở cái vùng dưới. Nếu chúng ta tác động lực lớn và mạnh lên da ấy thì cái vùng cơ mi chúng ta sẽ bị gãy đổ và những collagen vùng này sẽ đứt, khiến mắt của chúng ta sẽ nhăn hơn, thâm hơn, quầng hơn. Và đó là cái lưu ý mà chúng ta tuyệt đối phải nhớ. Mà cái điều tiếp theo nữa chúng ta phải lưu ý ở đây là trước khi mà chúng ta massage tác động được lên vùng mắt thì làm ơn hãy bôi một loại cream hoặc là serum lên cái vùng dưỡng da của chúng ta để làm sao cái độ ma sát giảm đi và từ đó giảm thiểu cái vùng tổn thương của mắt và giúp cho những thao tác của chúng ta sẽ trơn tru hơn và có hiệu quả hơn. Và cái điều cuối cùng mà Dược sĩ Ngà muốn nhắn nhủ các chị em ở đây là chúng ta hãy lưu ý khi mà làm động tác ở trên mắt thì cái móng tay của chúng ta cắt gọt rũa làm sao cho nó không có độ xước ở trên tay và khi chúng ta thao tác ở trên mắt này nó không bị trà xước làm tổn thương vùng mắt. Thì đó là những cái điều cấm kỵ mà Dược sĩ Ngà muốn nhắn nhủ tới chị em. Thì chúng ta có thể là thao tác vật lý, chúng có thể là tìm những cái phương pháp là thẩm mỹ ở ngoài kia. Tuy nhiên trước khi làm chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ để tác động lên cái vùng mặt của mình. Và chị em nhớ rằng là quan trọng nữa là khi mà chúng ta làm bất cứ thao tác gì thì cái tâm lý của chúng ta thoải mái và làm trong thời gian, thứ nhất là buổi sáng khi ngủ dậy hoặc là buổi tối khi đi ngủ. Đó là cái thời gian cơ thể chúng ta thoải mái, thư giãn nhất. Thì chúng ta có làm cái động tác gì nó có sự hiệu quả nhất. Và đừng quên ấn nút theo dõi kênh của Dược sĩ Ngà cũng như là comment những suy nghĩ của chị em chúng ta hoặc là những kết quả chị em chúng ta đã thao tác chăm sóc da tại nhà, phản hồi cho Dược sĩ Ngà cùng nắm được nhé.